Gia đình văn hóa tập hợp. Trời ơi, cái gì vậy ba? Gì vậy ba? Mới sáng sớm mà tập hợp gì ba? Nè ngủ. Gì vậy? Sao vậy ba? Trời đất ơi, cái gia đình văn hóa một trong những tiêu chuẩn đó là gì? Phải có lối sống lành mạnh. Do đó, kể từ hôm nay, từng thành viên trong gia đình sáng phải chạy bộ, tập thể dục, nghe chưa? Dạ. Chuẩn bị. Ê, ê, quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm đạt mạnh lên, mạnh lên. Quyết tâm. Quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Con xin lỗi chú. Lỡ rồi xin lỗi làm chi? Đụng nhau có biết duyên gì hay không? Anh là... chú là Hàng thư sinh. Chính là tới đây. Cô có thể mời tôi ly nước được không? Dạ. Mày bắt giữ làm gì vậy? Chú nào bị bắt? Anh đã làm gì vậy? Đứng yên. Nghe đọc đi. Để theo tiêu chuẩn gia đình văn hóa, nay quyết định tử hình toàn bộ game của Nguyễn Đức Phúc vì bị xếp vào hàng văn hóa phẩm độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian, tiền điện của gia đình. Thi anh, con phản đối, con phản đối. Mọi thứ của anh bây giờ có thể làm một cái tấm ảnh trước tòa. Anh buông ra, bỏ đi. Anh hai, buông ra, không được, buông ra. Im, con được, anh, con biết tay chú nhà mình. Ơi, tới giờ giải trí với thú vui tao nhã rồi. Dốt trời ơi. Cái gì vậy? Gì ba? Đứa nào? Đứa nào đã biến cái thú vui tao nhã của tao thành phim ma vậy? Dạ thưa ba, theo tiêu chí của gia đình văn hóa cho nên con đã khai tử những thú vui tao nhã của ba. Vì sao? Vì nó được xếp vô hàng văn hóa đồi truyện. Yeah! Mày hả? Mày làm phải không? Mày đi, mày. Dạ thưa ba, theo tiêu chí của gia đình văn hóa là ba không nên gọi con mình là mày tao. Như vậy sẽ không tốt cho tiêu chí gia đình văn hóa. Yeah! À, Phúc con nói đúng rồi đó. Ba sai, ba sẽ sửa. Tất cả nghe lời Phúc nói nha. Dạ. Ôi, đôi môi ba chín chín thật là dễ thương. Con cảm ơn ba. Cảm ơn các con. Yeah. Tôi về Kim Chi ơi. Ủa? Bà về rồi hả? Giờ tôi đi nha. Ủa bà đi đâu vậy? Mà bà gặp nhà thơ Hàng thư sinh sao rồi? Tôi đã gặp nhà thơ Hàng thư sinh rồi. Chú đúng là một người từng trải và giàu kinh nghiệm. Nhờ những góp ý của chú nha, mà bây giờ tôi đã cảm nhận được sự lãng mạn của thơ ca. Vậy hả? Ừ. Bây giờ hả, trí tưởng tượng của tôi rất là phong phú. Tôi có thể sáng tác ra những cái cảm xúc rất là dạt dào trong tâm hồn. Đây, cho bà coi bài thơ mới của tôi nè. Đâu? Ủa sao có một chữ thu thôi vậy? Ừ, chỉ có một chữ thu thôi. Cái này là tựa đề. Tựa đề của bài thơ đúng không? Chỉ đúng một chữ thôi. Một chữ nó mới xúc tích và gợi nên những trí tưởng tượng cho người đọc, đúng không? Chứ ai mà như cái tựa dài dòng sến xuống của bà Hoàng Anh gì thu của những ngày xưa. Trời ơi, rất là tầm thường. Cái này người ta gọi là đỉnh cao của thơ ca. Ôi vậy hả? Ừ, trời ơi, nói chung là nhờ nhà thơ Hàng thư sinh á, mà bây giờ tôi giống như là được khai phá bản thân vậy đó. Như là đến một miền đất mới, miền trời mới. À, nói mới nhớ. Bây giờ tôi phải cùng đi với chú nè, để trải nghiệm thơ ca, để mới có thể sáng tác được nội dung của bài thu này. Tôi đi nha. Ơ nhưng mà khoan, bà đi trải nghiệm ở đâu? Tôi cũng chưa biết nữa. C
Sữa đậu nành Famikasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Ngon. Dạ. Con định làm gì vậy? Con định nêm thêm mẹ. Mẹ nêm vừa ăn rồi. Không, con thấy nó hơi lạc á, mình thêm một chút xíu muối nữa cho nó vừa. Tôi đã nói là vừa rồi. Mẹ nêm nếm ngon hơn con cho nên mẹ cứ nêm nha mẹ. À, dễ thương. Vậy mới được. Đi lại thằng đó. Ôi, quá. Anh hai này, đi lên ly đã uống. Ừ, cái ly lấy nước đá cho em nè. Cái ly. Dạ. Ê, tại chai nước ngọt á mà Mẫn thích quá, con tính xuống bỏ thêm đường cho nó uống đỡ lại cái nội. À đúng rồi nội, tụi con chia sẻ nhau nước ngọt uống á nội. Không ơi, mình bỏ sữa vô cái mình làm coca sữa luôn nội. À, dành nhau đi đi làm cho người kia phải không? Dạ. Gì? Gia đình hạnh phúc á nội. Ừ. Bỏ đường vô nha Mẫn. Ừ. Đừng quá học quá. Không được để đó. Tôi nấu rồi để đi nguyên đó. Không thể nào gì nó rất là lạ. Không được. Hạnh, con đang làm gì đó con? Dạ thưa ba, con đang tập thiền để chống đánh rắm. Ô, quá hay. Vậy là cứ thế mà phát huy con nha. Trời ơi, mới nói cái đó làm gì? Đăng quỷ. Trời ơi, người ta đang tập mà quýnh được ư hơi. Đăng quỷ. Dạ, đừng lại. Đổ mẹ, đổ hết đi, muốn gì nữa? Đứng lại. Tôi quá đã. Đứng lại. Tôi để nó đêm rồi, bây giờ đêm rồi. Đứng lại. Mày đánh cái gì? Mày đánh. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Nói mẹ nè, con cứ nói mẹ là phải nên. Đứng lại cả. Mày. Tất cả là gia đình văn hóa là vậy sao? Im lặng. Trời ơi, im lặng anh mày con. Căng quá. Trời ơi, con đã nói gì vậy? Mẹ ơi. Hương ơi. Ủa? Ông tới đây chi vậy? Xin trân trọng thông báo với ông, tôi vừa được bổ nhiệm làm tổ trưởng khu phố tạm thời để thay thế cho tổ trưởng tiền nhiệm ăn bánh dày nuốt phải cái răng giả phải nhập viện để điều trị. Hôm nay tôi tới đây để kiểm tra coi gia đình ông có đủ tiêu chuẩn để nhận gia đình văn hóa chưa. Nghe, đi vô làm việc. Xin ra cho làm việc ơi. Không, vậy dạ, tôi nói như vậy. À, bây giờ trễ rồi, thôi để mai mốt kiểm tra ha. Trễ cái gì? Người làm việc có trách nhiệm như tôi á, làm việc cho nó hết giờ. Nên giờ này là chưa có gì phải trễ. Đi, vô làm việc thôi. Duy là tụi ông nói em vậy nè. Bữa nay cái nhà nó xấu, nó kia cái vụ kiểm tra, ra bữa khác tới, giùm nghe. Năn nỉ. Mê tính dị đoan. Tiêu chuẩn gia đình văn hóa là không được mê tính dị đoan, nghe rõ chưa? Thôi mà. Nha, xích ra đi, xích ra. Ê, điên kia làm gì vậy? Trả cái điện thoại đây. Cái đi. Chưa phải thôi chứ. Tôi nấu ăn trong gia đình này mấy chục năm nay mà hễ làm trước gì là cô nói mẹ mới làm cái này, mẹ mới làm cái kia. Vậy cô nấu đi, tôi không thèm nấu nữa. Dâu cô gì mà nói một mà cãi số 10. Mẹ ơi, con đâu có ý gì đâu. Thì con thấy lạc thì con nói mẹ nêm thêm muối thôi chứ con. Đó, nên nêm biết được cái đồ xanh nó dục luôn đó. Muốn bậy hết rồi cho coi. Mẹ, con làm như vậy hoài. Con bảo cái gì vậy ba? Ông bị gì á? Cả nhà ơi. Tôi gì cả nhà? Anh ơi. Dạ. Đem cái này trả cho ông dâu. Tôi đã hy sinh trong